Em test cái con bơm của con Tiger này nha. Đấy. Rồi, ok nhá. Đấy. Đây. Đây, em xin giới thiệu quý vị một con lồi của Tiger nhá. Một con lồi của Tiger này. Đấy. À, con nồi của con bình thủy Tiger nhá, bình thủy Tiger rất đẹp này, anh quý vị nhìn này, đấy. Đấy. Em bật cái đèn flash lên nhá, cho nó sáng này, đấy, quý vị nhìn thấy không? Đấy. Rất đẹp luôn nhá, đấy. Rất đẹp luôn, đấy, còn rất đẹp. Đấy là trong lồng nhá, đấy, lồng nồi quá đẹp luôn quý vị ạ, đấy. Còn bên ngoài nhá, này quý vị nhìn này. Đấy. Đấy. Bên ngoài như con này là thuộc dạng tình trạng là rất là đẹp. Tuy nhiên em cũng phải nói rõ với quý vị về cái vấn đề là những cái dòng của cái thằng bình thủy này nhá, thì tất cả con gần như con nào về gần như 90-95% đến 96% là nó đều có những cái vết nó kiểu như là hơi nhẹ tay ấy, là nó sẽ hơi bị móp một chút xíu này. Đấy. Em này lại vừa có khách vào mua cái đồ vào đấy. Đấy nha, nồi 3 lít nhá, trong lòng nồi cực kỳ đẹp luôn đấy, em vừa quay chiếu cho quý vị xem này. Đấy, quá đẹp luôn nha quý vị nhá, lòng nồi của này cực kỳ đẹp luôn. Đang nói về cái chủ đề này thì gần như là 95% các con mà bình thủy về nó đều có tình trạng là nó móp vào, móp sâu hoặc là móp lông, nhưng mà những con này nó thuộc diện là cực kỳ đẹp đấy. Nó bị một chút xíu thôi nhưng mà cực kỳ đẹp luôn. Nhưng quan trọng của cái việc mua bình thủy này nhá, quan trọng của việc mua bình thủy này nhá, nó là nhìn vào cái lòng nồi nhá. Đấy, chất lượng của lòng nồi đây. Đấy. Đấy, mặt mũi của nó này, quý vị nhìn này, đẹp chưa? Đấy. Ok nhá. Bây giờ là em sẽ tiến hành cho nước vào. Đấy. Ok, em cho nhiều luôn nhá. Cho nhiều luôn, cắm. Đấy. Đấy nhá. Con này thì em test hết ok rồi. Đấy. Thì đây nhá, đây là cái nút mà ấn bơm giống như bình thường nhá quý vị nhìn này. Đấy. Ví dụ ấn đỏ này là để bấm bơm nhá. Đấy, nè. Đấy. Còn đây là cái nút mà chọn nhiệt độ nhá. Ví dụ đun đang đun 90 nhá. Đấy, đun 80 này. Đun 98 độ nhá. Đấy, mình đặt đun 98 độ nhá. Đấy. Vâng, anh khách anh vừa lấy cái sản phẩm anh vừa gọi. Đây nhá, đấy. Đây. Đấy em đấy, chỉ có một tí thôi đây. Đấy. Rồi sủi đây. Đấy, thấy chưa? Bọc hơi nghi ngút nhá. Đấy, em cứ phải đun sủi này, em cứ phải đun sủi này cho quý vị để quý vị ấy, chứ còn không có chuyện là giống như các nơi khác là về xong rồi không đun được. Đây em đun trực tiếp luôn. Đấy quý vị nhìn này. Đấy. Hơi khói nghi ngút luôn rồi nhá. Đấy. Ok. Đấy, con này em bán cho quý vị giá cực kỳ rẻ luôn nhá. Đấy, 550 đấy, thay vì là bình thường em bán của nó là 690.000 con này nhá. Em bán 550 thôi một con nồi đẹp ok như này nhá. Đấy, quý vị nào lấy lồi này thì alo cho em nhá. Lấy bình thủy này alo cho em. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Quý vị lưu ý các hàng này của nó là hàng nội địa của Nhật, cho nên là cắm điện 100V nhá. Dạ vâng, bình 3 lít. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.